trăm à, trên bờ 100. Trên bờ hổm gài dính không? Dính con gài này gai ngoài. Trời trời, dính dữ vậy? Ừ. Trời ơi trời, cá sát kìa. Ủa cá sát hay dồ con vậy? Dồ con. Con cá sát ngon cá dồ. Sát bự quá ha. Chờ anh lâu nè, không phải cuốc nãy giờ. Thì mày để lâu thì nó dính nhiều. Nhiều quá chết nè. Nữa hả? Trời ơi. Bay bay luôn. Sáng lột như tôm sôi, lúc bự lúc nhỏ. Quá trời. Ôi ngạt cái gian trời. Nước đang bắt đầu nhất, bữa nay nước lớn ta, mỗi lần nước ròng không á. Xây đầu con nước. Bữa nay nước lớn mà hai bữa nước đổ dữ lắm mà đổ không nổi. Ừ. Nước ngoài biển nó dặn vô. Trời ơi, lên xịn luôn. Quá trời các bạn. Wow, cái này cái dồ con với cái xác bự bự không? Sáng kia ông làm một tay có 5 kg vậy đó. Đừng dữ vậy. Cục nó giống cây mục. Cục ấy chứ sao? Coi chừng chầm á. Trầm hương hả? Ừ. Đây chắc móc hương chứ không có trầm hương. Cá sát hả? Con cá sát, con cá dồ. Hai con nhìn đúng là con cá dồ cái đầu nó bự hơn đúng không? Ừ, một xíu. Cá sát cái đầu nó nhỏ hơn. Mấy nay anh chồng có dính sạc gần nữa không? Bữa nào cũng dính hết. Chút nữa đi thăm ở trong luôn hả? Hay là chiều thăm? Nhớt quá, nhớt luôn. Nãy giờ là 5 tắc dính, 5 tắc dính. Này gỡ 500 mét, tối luôn. Dục đây nè. Đó, phim này cho anh em coi. Dính nhiều. Quá trời, này thôi. Văng ngộ vậy ta, vì văng đi ra ngoài rồi văng đi vô nữa. Ngủ vô hối đó, giờ nước lớn đạp ra nè. Phải nước đứng, cứu em cũng chết luôn. Đó, lên nữa, ngô mề. Quá trời ngô bự. Để lên đi. Ghét con quăng mạnh quá ha. Quăng mạnh mạnh nước văng mới tới. Làm ăn phải có cực, có khổ, có ướt, có khô chứ. Sướng có cực chứ. Hả? Tới rồi đó. Quá trời dính lầm rồi. Chết luôn. Kiểu này cá này nướng cũng đâu có ngon cả. Không ngon. Cái gì? Ngon nướng mới ngon á. Ngon cá bự hả? Cá bự nướng mới ngon ấy chứ. Cá bự thái gà cá nhỏ nướng là cá lóc mà bự nướng ăn ngon. Ừ. Còn cái thái thái nướng ngon cả. Nẹo con hết trơn vậy. Nửa vỏ luôn. Từ đi, ta đó. Câu là gãy hết vậy.
vô nữa, vô nữa. Con này con cá sát nè. Hai con luôn. Nhảy lên rồi. Tươi nha, con này mới dính đó. Nước sâu này cá này mau chết lắm, dính chút xíu chết rồi. Cái lòi này nó lên ngớp. Nó liên tục. Cá chê lâu chết. Chút bỏ lại cái nữa không? Cuốn luôn hả? Đâu? Liên tục. Nè, dính cá khó ưa nè. Đầu nó bắn lưới à? Hư lưới chưa ha? Đó, trời xà lan đi đường này nó gầm. Cái nói là dính nẹo quá dân các bạn. Trời ơi trời, chạy kìa. Bắn tốc độ luôn. Bắt heo, bắt heo. Đi gặp thánh không? Quá chạy. Lôi lưới rồi. Tiếp tục cho các bạn. Này con cá sát nè. Mày dinh ít thấy của ta? Dinh vô kinh đẻ rồi. Vô kinh đẻ hả? À, trời. Bà con dòng họ cá sát không? Con này con mắt có bự quanh chạc. Này sát hay dồ vậy ta? Sát có dồ có. Con này dùm dẹp cá sát. Này giống sát nè. Sát bự á. Thấy dạ. Tay nha. Bữa nay bảo vô. Ôi rồi. Quá chạy cá rô bự. Bảo nữa hả? Bảo. Bữa nay bảo vô, bảo vô hồi tối á, bảo vô Đà Nẵng. Bữa nay quậy khu Đà Nẵng. Chắc khoảng 5 ngày nữa cơn bảo bự hơn nữa. Mình chung tiếp. Bảo bự hơn nữa. Bảo đợt này nó vô là dữ lắm luôn á, đợt sau này nè. Đường em miền Trung hoài chết bà luôn rồi trời. Hôm gà là khoảng 7-8 cơn là dập vô miền Trung không. Liên tục ha. Ừ. Cơn này tới thì tới cơn kia. Quá trời này ngập mà. Chìm tới cổ không. Nhận nước cũng không thành vấn đề.
về sấy lại chơi tiếp. Mai mốt là mở ra dịch vụ sửa máy quay phim được rồi, sấy điện thoại rồi. Rồi bị ướt bị té xong lại dịp làm được cái có kinh nghiệm. Sáng như nào cũng như lắm không? Muốn làm gì sao? Nhận ký được như con muốn này. Cũng ngon này. Mấy chị ai cắt ai 3.000 qua cắt bán nè. Hả? Mấy chị ai mua 3.000 qua cắt bán nè. Ừ. Bán phải. Không phải hả? Có những cái theo khó mấy hình. Tính hỏi bà ngoại thì gì bà ngoại nói cho con nghe. Tính buồn thì cái giò không kêu ơi. Không phải. Sâu này đừng không hết luôn. Cái giò gì ba lớn này. Má ơi vắng rồi xong má ơi. Con cá này gọi là cái gì? Cái giò với cá gô á. Xác. Với cá xác. Với mấy con cá gì mà cá gô nữa, cá gô. Nhưng cá gô. Nhưng mà cá giò nhiều hơn cá gô. Cái cá xác. Cá lắm chả chết á. Hầu. Đứt dép luôn. Thùng luôn. Thùng.